Kính thưa quý vị, Trung Cộng hành xử ở Biển Đông như ở thế kỷ thứ 19, tin từ New York. Trong cuộc thảo luận về chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ ở châu Á tại New York hôm ngày 20 tháng 4, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell cho rằng việc Trung Cộng đang bồi đắp các bãi đá ở Biển Đông gây nên quan ngại về cách hành xử của nước này, đồng thời cho thấy Hoa Kỳ cần tăng sự hiện diện để bảo đảm hòa bình cho khu vực. Ông Russell còn cho rằng tất cả đang chứng kiến cách hành xử như ở thế kỷ thứ 19 của Trung Cộng ở Biển Đông. Điều này dẫn đến việc Hoa Kỳ cần phải có sự hiện diện về phương diện an ninh ở khu vực để ngăn Bắc Kinh hăm dọa các nước nhỏ hơn, để các nước này tin rằng họ không bị đẩy sang một bên. Sau khi Phi Luật Tân và một số tổ chức nghiên cứu về an ninh từ tháng 5 năm ngoái công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Cộng đang xây dựng quy mô lớn ở Trường Sa, các quan chức Bắc Kinh gần đây thừa nhận việc bồi đắp này và không giấu giếm mục đích quân sự. Hầu hết các bãi đá Trung Cộng đang cải tạo đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, vì nước này chiếm giữ bằng vũ lực. Đá chữ thập và gạc ma được đánh giá là chiếm vị trí chiến lược ở Biển Đông, có thể tạo nên lợi thế lớn cho Bắc Kinh trong tương lai. Các quan chức Hoa Kỳ ở nhiều cấp đã trao đổi trực tiếp với phía Trung Cộng về vấn đề này. Cư xử của Trung Cộng ở Biển Đông cũng đặt ra nghi vấn liệu nước này sẽ giải quyết các vấn đề khác như thế nào ở thế kỷ thứ 21. Ông Russell khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương với mục tiêu gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, chiến lược tái cân bằng châu Á mà Tổng thống Barack Obama tuyên bố hồi năm 2009 đang có những tiến triển cụ thể. Năm ngoái, Tổng thống Obama đến thăm châu Á 2 lần, Ngoại trưởng John Kerry thăm đến 9 lần, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter vừa có chuyến thăm Nam Hàn và Nhật và sẽ trở lại dự đối thoại Shangri-La cuối tháng 5 tới tại Singapore.